mới có sẵn rồi. Welcome back to my channel 1995. Today I will react again Angela Jordan When She Stand You. Wow, see, we can see every scene, every song. She changed her style, she changed her hair, she changed her voice, and already she perfect. That's why we should be continue watch for she and love she. Okay, we start now with the new song. Wow, Angela Jordan is now or never. It's now or never. It's the same every time. When the first time we hear, we can hear the name song in the first time. The before we, the last now, is now or never. Yeah, what amazing song. Come hold me tight, kiss me my darling, be mine. Wow, tất cả mọi người có một chiếc bông hoa ở đâu. Thật tuyệt vời, những đứa nhẹ, những đứa nhỏ. Trong một không gian ngoài trời thật là, có thể gọi là thật là hoàn hảo. Perfect arrival. Cặp đôi vợ chồng với chiếc kính thật là cụ thể. Trình diễn ngoài trời, chắc là một ngày lễ hoặc là một buổi lễ gì đó. Và lần này Angela không phải một mình nữa mà cùng rất nhiều người. She seen with many people, not only one the same before only one she seen, and everybody hear and feeling. But today they can sing with her, and this is very amazing. First saw you with your smile so tender. If we lost true love and sweet devotion, your lips every time she not wear shoe or so sandal, nothing so the white, the rest, and sometimes I have flowers around. I just see very, very beautiful. Excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. It's now or never. It's now or never. Oh, I have some question. Why the background people wear red clothes? I don't understand. If you know, please comment for me. Why the other people sing with her wear red color red? I don't understand. Thank you if you comment. Phần diễn ra xuất sắc, không như mọi khi bây giờ. Angela Jordan đã hoàn toàn làm chủ được sân khấu, biểu cảm khuôn mặt, động tác, các di chuyển, tất cả mọi thứ đều rất là chuyện biết lại, thật là tuyệt vời.
không còn là một cô bé 7 tuổi hay là 8 tuổi như xưa nữa, mà thực bước step by step see development and see very excellent. Okay, we want scan this time. When I wow. first saw you, wow. with your smile so tender, if we love. Wow, cô ấy đứng ở giữa trung tâm của sân khấu, với xung quanh là rất là nhiều người cùng với một khung cảnh thiên nhiên có thể gọi là thật là tuyệt vời, phù hợp cho mỗi buổi lễ và là một buổi công nghiệp thật là tuyệt vời. Wow, mọi người phía dưới thì hãy nhầm nhầm theo cô ấy. Let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. Người này thì đang cơ bản là hoa rồi, mà có sẵn rồi. Quả là một người là nhẹ nhàng. Bài hát này không hẳn là một bài hát quá vui nhộn, nhưng mà nó cho chúng ta một cảm giác là vừa đủ, một cảm xúc vừa đủ, không quá dạt dào về cảm xúc cũng như là không quá buồn cũng không quá vui, mà làm một hạt rất là phù hợp cho chúng ta một tập cảm giác comfortable, thoải mái và very very amazing. Wow, hình ảnh của một cậu bé đưa cho micro cho bộ hạt. Bố ơi, hãy cho con với. Rất hay. Đó rất là hay. It's now or never. Wow, đoạn này cao lắm một đoạn. It's now or never. Tuyệt vời, một lời cảm ơn. Và đây cũng là kết thúc của bài hát, nhưng mà có thể để lại chúng ta rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là Angela Jordan đã tiến bộ rất là nhiều so với năm trước. Sân khấu tốt hơn, cách trình diễn tốt hơn, cách lấy hơi tốt hơn, đặc biệt là biểu cảm tốt hơn. Không còn một cô bé với hai chị đang dũng nữa, mà là một thiếu nữ. Tuyệt vời ạ. Nếu mà like Angela Jordan, hãy ủng hộ channel của mình bằng cách like, subscribe and share this video. Thank you.